Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Bắc Ninh hơn 4.000 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ngăn chặn tình trạng khai thác vỏ thông trái phép. Cảnh báo với chiêu bán hàng lừa đảo tại thành phố Hưng Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các cơ sở chế biến long nhãn ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh sản xuất, không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương mà còn giúp các cơ sở có nguồn thu nhập cao. Huyện Phù Cừ hiện có hơn 50 cơ sở chế biến long nhãn tập trung nhiều ở các xã Minh Tân, Minh Tiến và Quang Hưng. Đa số các cơ sở chỉ sản xuất trong 2 tháng thu hoạch nhãn. Nguyên liệu nhãn tươi được thu mua trên địa bàn huyện và từ hai vựa nhãn lớn của tỉnh là thành phố Hưng Yên và Khoái Châu. Với một số cơ sở chế biến quanh năm, sau khi hết vụ nhãn Hưng Yên phải thu mua nhãn tươi tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La để chế biến. Tại các cơ sở sản xuất lớn mỗi ngày đều có từ 40 đến 60 người đến tách củi nhãn. Hiện nay giá long nhãn đang ở mức cao từ 220 đến 240.000 đồng 1 kg. Trừ các chi phí, bình quân mỗi cơ sở chế biến long nhãn cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi vụ. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi doanh nghiệp khi muốn đầu tư sản xuất vào các địa phương thì điều băn khoăn nhất có được là tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết thủ tục hành chính cũng như hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Nắm bắt được vấn đề này, thời gian qua, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn. Huyện Kiến Sương xác định phát triển công nghiệp là động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, huyện chỉ đạo các phòng ban tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi có nguyện vọng đầu tư trên địa bàn. Với các thủ tục hành chính, doanh nghiệp được hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục một cách nhanh nhất và đúng theo quy định. Đặc biệt, cán bộ huyện phải trực tiếp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, các dự án triển khai đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển sản xuất. Trong số 7 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đã có 2 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100% là cụm công nghiệp Phú Ninh và cụm công nghiệp Phú Quý. Điểm mới trong phát triển công nghiệp ở huyện Kiến Sương là một số cụm công nghiệp đã thực hiện thành công chương trình xã hội hóa, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông. Nhất là trong điều kiện khó khăn về nguồn ngân sách thì chủ trương này mang lại lợi ích thiết thực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Những năm gần đây, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ. Xác định tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá hiệu quả cải cách, Hà Nam rất tích cực kêu gọi nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đồng bộ hiện đại để đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển chung của tỉnh và hoạt động của các doanh nghiệp. Để thu hút các nhà đầu tư thì đồng bằng 3 rất chú trọng xây dựng hệ thống hạ tầng điện nước, đảm bảo tiêu thoát nước đồng bộ hiện đại và đảm bảo không gây ra ngập úng đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khu hỗ trợ Đồng Văn 3. Khu nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 chúng tôi có khu cảng ICD Tân Cảng của Tân Cảng đầu tư. Vì vậy là với đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trong khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 chúng tôi được thông quan ngay tại khu nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 và không cần phải thiết phải ra Hải Phòng mới làm thủ tục. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, hiện nay trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có gần 400 doanh nghiệp đến đầu tư, trong đó có nhiều nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều đó đã khẳng định môi trường thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như hệ thống cây xanh tại một số khu công nghiệp vẫn chưa phát triển một cách đồng đều, nhiều khu công nghiệp chưa có nhà máy xử lý nước thải hay vẫn còn xảy ra tình trạng mất điện trong khoảng thời gian ngắn. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến việc thu hút các doanh nghiệp đến Hà Nam đầu tư sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để khắc phục những tồn tại hạn chế đó, ngoài việc thực hiện tốt 10 cam kết với nhà đầu tư, hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh
thực hiện những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu công nghiệp. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, năm học 2019-2020, toàn tỉnh sẽ có thêm 28 trường học dạy chương trình tiếng Anh 10 năm thuộc đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020. Trong đó, ở bậc tiểu học và trung học phổ thông, mỗi bậc tăng 5 trường. Riêng bậc học trung học cơ sở tăng 18 trường. Như vậy, trong tổng số 532 trường dạy chương trình tiếng Anh 10 năm, chiếm tỷ lệ hơn 87% số trường học của toàn tỉnh. Bậc tiểu học có 260 trường, bậc trung học cơ sở có 232 trường và bậc trung học phổ thông có 40 trường. Toàn tỉnh hiện có hơn 81% số giáo viên đạt chuẩn về năng lực dạy ngoại ngữ và có 435 phòng học ngoại ngữ đạt chuẩn ở 376 trường học. Dự kiến năm học này tỉnh sẽ hỗ trợ thêm khoảng 70 phòng ngoại ngữ đạt chuẩn cho các nhà trường nhằm bảo đảm điều kiện và chất lượng dạy học. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tính đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hỗ trợ sửa chữa xây mới 4.095 căn nhà cho gia đình có công với cách mạng với kinh phí trên 180 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Bắc Ninh có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa xây mới 956 nhà. Đến nay, tỉnh đã xây mới sửa chữa được 180 nhà với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Theo quy định của Trung ương, mức hỗ trợ xây mới mỗi nhà là 40 triệu đồng và sửa chữa là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, tỉnh Bắc Ninh đã nâng mức hỗ trợ xây mới là 48 triệu đồng một nhà và sửa chữa là 24 triệu đồng. Đến năm 2019, tỉnh nâng mức hỗ trợ lên 72 triệu đồng một nhà xây mới và 36 triệu đồng một nhà sửa chữa. Từ sự hỗ trợ này, nhiều gia đình người có công với cách mạng đã xóa được nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ hộ người có công với cách mạng để mọi người dân hiểu và thực hiện chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong các chương trình đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động cụ thể giúp hội viên xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Kim Động đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ như tổ chức tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và tổ chức đám cưới vàng bạc cho các cặp đôi thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tổ chức lớp phòng chống xâm hại lạm dụng tình dục trẻ em cho 120 chi hội trưởng, chi hội phó, thành lập mô hình câu lạc bộ khi mẹ vắng nhà, khảo sát lựa chọn ý tưởng vận động hội viên phụ nữ tham gia các mô hình khởi nghiệp. Các nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Cùng với đó, để giúp con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, từ đầu năm 2019 đến nay, 5 trên 17 xã thị trấn đã tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Thông qua các hoạt động trên đã giúp cho hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thời gian qua, công tác bảo vệ sức khỏe cho người lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp được các cơ quan trong tỉnh Nam Định từng bước quan tâm. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 20 doanh nghiệp thực hiện khám sức khỏe cho người lao động với tổng số trên 22.000 người. Cùng với đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp cơ sở sản xuất người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp củng cố và hoàn thiện bộ phận y tế cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh, tăng cường công tác kiểm tra về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bố trí sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tổ chức huấn luyện về vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp và sơ cấp cứu cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Điện lực huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, phương tiện và xây dựng các phương án phòng chống mưa bão. Để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, Điện lực Kiến Sương đã lắp đặt thêm 9 trạm biến áp với dung lượng 1.860 kV/A, nâng công suất 20 trạm biến áp tổng dung lượng 1.300 kV/A, đồng thời xây dựng cải tạo 30 km đường dây trung và hạ thế. Song song với đó là tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện. Các vị trí có nguy cơ mất an toàn được khắc phục và xử lý ngay.
Điện lực Kiến Sương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nguy cơ các cây xanh bảng quảng cáo có khả năng ngã đổ vào đường dây trạm biến áp. Tại tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phải thực hiện kết nối dữ liệu của đường truyền tín hiệu, thiết bị định vị GPS trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chuyên dụng và hình ảnh từ camera tại trạm cân, đồng hồ hiển thị cân tại các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt về bộ phận chức năng của địa phương, đồng thời cải tạo lắp đặt bổ sung các thùng chứa nước rỉ rác trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo không rò rỉ nước rỉ rác ra ngoài môi trường trong quá trình vận chuyển. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về nội dung này. Đối với nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Gia Bình, đơn vị có chức năng xử lý chất thải sinh hoạt, ngoài việc đầu tư dây chuyền xử lý hiện đại công suất 70 tấn một ngày đêm, đảm bảo tốt các quy trình xử lý chất thải, thân thiện với môi trường, công ty cũng đã trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát tại các trạm cân, đồng hồ hiển thị cân, thực hiện tốt việc kết nối đường truyền về bộ phận chức năng của từng địa phương, lắp đặt bổ sung các thùng chứa nước rỉ rác trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo không rò rỉ nước rỉ rác ra ngoài môi trường trong quá trình vận chuyển. Cái chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh thì theo ý kiến của tôi cũng như là về ý kiến nhà máy thì chủ trương là hoàn toàn đúng đắn. Và là để cái việc giám sát chặt chẽ về vấn đề đấy không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển cũng như là quá trình tiếp nhận xử lý. Về phía nhà máy chúng tôi thì lắp đặt hệ thống camera giám sát và trạm cân cũng như là biển số hiển thị cân để báo cáo trực tiếp cho Sở Tài nguyên Môi trường cũng như là Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình. Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh với vai trò quản lý nhà nước cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp gắn biển hiệu xe chuyên dùng phục vụ thu gom rác thải, thiết bị định vị GPS trên các xe chuyên dụng để giảm lộ trình tuyến đường xe chạy, lắp camera quay hình ảnh trạm cân. Kết quả cho thấy công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu vực có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đã đem lại hiệu quả thiết thực. Rác thải sinh hoạt phát sinh đã được thu gom và xử lý hàng ngày, không còn tình trạng rác tồn đọng, rác thải vứt bừa bãi như trước. Nhờ làm tốt việc phối hợp giữa lực lượng chức năng và chính quyền sở tại, việc vi phạm trái phép khai thác vỏ cây thông trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã chấm dứt. Được biết, người dân khai thác vỏ thông khô bán cho thương lái với giá từ 1.000 đến 1.200 đồng 1 kg. Một ngày đi rừng cũng thu về vài trăm ngàn đồng. Đây chính là lý do một số người dân địa bàn giáp danh ở xã Phú Lộc, Phú Long khai thác vào cuối năm 2018. Ngay sau đó, được chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã ngăn chặn kịp thời. Theo quy định pháp luật, người có hành vi bóc vỏ hoặc hủy hoại rễ cây rừng hoặc có hành vi khác ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển cây rừng thì mỗi cây rừng phạt 100 đến 500 ngàn đồng tùy từng mức độ khai thác. Dù chưa đến mức độ làm chết cây, song hành vi khai thác vỏ thông đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như tình hình an ninh trật tự địa phương. Ngoài việc làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị liên quan để công tác bảo vệ phát triển rừng đạt được kết quả tốt, chính quyền từ huyện tới cơ sở, lực lượng kiểm lâm huyện tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuần tra, chủ động nắm chắc thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, Nho Quan đã giải quyết kịp thời dứt điểm tình trạng khai thác vỏ cây thông, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái rừng đầu nguồn. Thời gian qua, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương có nhiều nỗ lực đấu tranh xử lý ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân. Các tuyến sông Kinh Thầy, Kinh Môn và sông Thái Bình nhiều năm qua đã trở thành tâm điểm khai thác trái phép. Mặc dù lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã tăng cường ngăn chặn xử lý, nhưng nạn cát tặc ở nhiều địa phương vẫn hoành hành gây bức xúc dư luận. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép ngày càng tinh vi như lợi dụng lúc đêm tối khi thời tiết xấu và những ngày nghỉ, sử dụng phương tiện chuyên dụng có công suất lớn khai thác cát. Không những vậy, các đối tượng khai thác cát còn cử người cảnh giới theo dõi lực lượng chức năng để thông báo nhằm đối phó. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện và phối hợp với các địa phương bắt giữ 47 tàu khai thác cát trái phép và ra quyết định xử phạt 25 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mặc dù xử phạt cao, nhưng nhiều tàu vẫn lén lút khai thác cát trái phép. Nhiều đối tượng lợi dụng những khu vực giáp danh giữa tỉnh Hải Dương với các tỉnh lân cận để thực hiện hành vi khai thác, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong phát hiện và xử lý. Nhiều tàu còn thực hiện phương thức vừa di chuyển trên sông vừa hút cát. Chúng tôi xác định công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như là các ban chỉ đạo
từ cấp tỉnh, cấp huyện cũng như công an các huyện, thành phố, chúng tôi có cái phối hợp đồng bộ và quyết liệt. Khi các cái nhận được nguồn tin từ các công an huyện cùng đề nghị phối hợp thì không bất kể ngày đêm là mưa nắng là chúng tôi đều cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng đó để coi là kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý. Cùng với tăng cường tuần tra giám sát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, cần siết chặt quản lý nguồn gốc cát tại các bến bãi. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ vẫn tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép gây thất thoát tài nguyên, biến đổi dòng chảy là nguyên nhân dẫn đến nhiều diện tích đất canh tác bị sạt lở, hoa màu và tài sản của nông dân tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng nước. Thưa quý vị và các bạn, dù đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng về hình thức rao bán các loại thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm được chế biến từ sâm Hàn Quốc với giá cắt cổ, nhưng bằng chiêu trò tinh vi, nhiều người dân tại thành phố Hưng Yên vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Đây là chương trình giá nét, chất lượng nét của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Lộc, vừa được tổ chức tại khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn. Mỗi người tham dự chương trình đều được tặng 2 chai dầu thực vật nét. Tưởng chừng mục đích của chương trình là giới thiệu cho người dự về sản phẩm dầu ăn có tên thương hiệu là nét. Nhưng thực chất, đây là một buổi bán hàng các sản phẩm về linh chi, sâm, hồng sâm, miếng cao rán có giá cao ngất ngưỡng. Và một sản phẩm rất là tuyệt vời của tập đoàn Hồng Sơn Thương Hiệu. Và con mong muốn rằng khi các bác về nhà sử dụng, các bác cũng quảng cáo giới thiệu giúp công ty với đồng bào. Toàn bộ khách hàng tham gia chương trình đều là những phụ nữ lớn tuổi ốm đau. Với chiêu thức quảng bá, mời chào tinh vi, nên nhiều người đã mua sản phẩm mà không biết có tác dụng cho sức khỏe hay không. Người ít thì từ 200.000 đến 600.000 đồng, người nhiều là gần 10 triệu đồng. Khi phát hiện có người quay clip, các đối tượng phản ứng quyết liệt và ra dấu hiệu cho đồng bọn nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát. Đồng Nam, có bao nhiêu người? 500-600 người, đầy hội trường, chật ních, cứ cái hũ 3 triệu ấy, chỉ có 2 triệu lại vay thêm 1 triệu thì nó tặng 2 chai dầu, thế là cứ tranh nhau cho vay tiền. Bỏ gần 4 triệu dành dụm để mua các sản phẩm được chế biến từ sâm. Tuy nhiên, khi mang sản phẩm về nhà, bà Đào Thị Xuân, phường Lam Sơn hoang mang, không biết có nên dùng hay không. Bởi sản phẩm toàn chữ nước ngoài, bà hoàn toàn không biết cách dùng hay liều lượng sử dụng. Sản phẩm không có hạn sử dụng, không có mã vạch để kiểm tra xuất xứ. Hoặc nếu có, thì khi kiểm tra lại không có thông tin. Theo bà Xuân cho biết, để khuyến khích người mua, công ty vừa bán vừa có quà tặng kèm theo, như mua một hộp linh chi như thế này có giá 3 triệu đồng sẽ được tặng một hộp sâm hiêu. Hoặc những người lần đầu mua sản phẩm sẽ được trả lại tiền. Đến khi người mua tin tưởng, mất cảnh giác, công ty sẽ bán lấy tiền với giá cắt cổ, như một củ sâm to hơn ngón tay có giá tới 2,5 triệu đồng. Một hộp hồng sâm 5 gói nhỏ có giá 600.000 đồng, có nhiều người không có tiền mua thì đi vay mượn. Nó quảng cáo thế thì 4-5 chị em tập trung mua chung. Chứng tỏ là các ông bà nhiều tiền thế. Tiền ở đâu? Vay mỗi người một ít thì ở đâu ra? Có người chưa có phải nên lên này xong rồi bảo bà có biết ai tên là này, ví dụ bà có biết là bà này là bà Xuân không? Thế ở dưới kia người ta bảo có biết thì bà cho người ta vay thêm. Điều đáng lên án, các đối tượng lừa đảo chỉ nhắm tới những người già, phụ nữ. Trên giấy mời các đối tượng gửi đến người dân cũng ghi rất rõ chương trình ưu tiên phụ nữ, nên cả hội trường vài trăm người tham dự chương trình, ngoài người của công ty bán hàng thì không có nam giới, đặc biệt là không có người trẻ. Mặc dù phóng viên gọi điện thoại nhiều lần theo số điện thoại in trên phiếu quà tặng, nhưng không có ai trả lời. Làm việc với bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn, được biết công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Lộc tổ chức chương trình tại khách sạn Thái Bình nằm trên địa bàn phường. Nhưng trước đó, phường không hề nhận được bất kỳ văn bản xin phép nào của công ty để tổ chức quảng bá bán hàng. Hiện nay, công an phường Lam Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên điều tra làm rõ. Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt
để chấm dứt hoạt động lừa đảo này, tránh gây thêm thiệt hại cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.